Chờ cô chú anh chị nha, này em lục ra còn hai con này còn không không chín rồi, con này nữa như là hết rồi, con không loại này hết, còn đẹp này vệ sinh ra còn đẹp. Bực giật mà nó căng chịu không nổi. Ở cái đầu này 800 nha mọi người. Đâu rồi, để cho anh em 800. 800 nghìn nha, chưa dọn. Máy đủ đồ chính nha. Không bao ship và không ship code nha. Ốc tán lớn. Không ship code. Này mà tiền đẹp. Ừ, nó căng. Máy đủ đồ, đầu máy. Đầu máy không à nha, 800 nghìn. Đủ đồ chính. Anh em về tự dọn nha. 800 ở đầu này nha, không bao ship nha. Mua thì chuyển khoản, không có ship code nha. Đó, còn sót cái đầu này nữa đây. Này 41cc011 nha. 011 mà còn bẩn quá trời. Mặt tiền còn ổn á mọi người. Bên nội. Ui, lốc này thủng rồi. Lốc này liên quan đến cái bình gì ta? Không biết có liên quan đến bình, chắc liên quan đến bình nhớt quá. Lốc hư cũng ghê. Này để cho ui, rất là căng nha. Này, này để cho anh em về thay lốc nha. À, 500 nghìn nha. Đó, 500 nghìn không bao ship nha. Này 41cc để thay lốc. Về anh em thay mấy cái lốc của 010 đồ cũng được nha mọi người, cho nó như nhau cả thôi. Lốc nó như nhau. 010, 011, 012 gì đó. 500 nghìn. Rồi, anh em nào mua thì chốt hai con luôn cũng được. Không có bớt, em không bớt nha. Em không bớt, không bao ship và không có ship thu hồi gì hết nha. Anh em mua thì phải theo dõi cái kênh của em. Mua đều là thanh toán em mới gửi hàng nha. Rồi chào mọi người.